Bật lửa Zippo. Cái này là mỗi bên 4 cà xéo 1974. Đây là cái Zippo 1974. À. Vít của nó có hơi xấu một tí. Thân hình thì đẹp, tiếng thì hay. Đó. 1974 đây, ruột xưa, anh là biết coi ruột xưa coi nha. Đó, 1974 vỏ ruột trùng năm nha. Cố nghiêng nghiêng hết sức có thể, gần hết sức có thể cho mình coi ruột luôn á. Đó. 1974 vỏ ruột trùng năm. Ồ, cái này còn bắt bột luôn hả anh? Cái này còn cộng bắt bột của nó luôn nè. Coi búa, coi bên xe, coi lửa gà. Bây giờ chích miếng xăng bật lửa. Anh nào sưu tập Diếp xưa, với lại là năm sinh của anh nào sốt. Cái này còn cái ruột nó hơi xấu một tí thôi, nhưng mà vỏ nó cũng còn khá đẹp lắm anh. Còn khá đẹp á, không đẹp là em xả bát luôn rồi. Tại vì nó còn đẹp quá, dành cho em anh thích chrome. Đó. Còn khá đẹp lắm anh. Nó không đẹp là em xả bát luôn rồi, tại nó đẹp cho nên chừa lại để dành. Bật lửa Zippo 1963. Cây này là 1963, nó chưa có lên lửa nha, nhưng mà do bảo quản cho nên là một mặt của nó có hơi bị nổ chrome nè. Nổ chrome là do bảo quản, giúp xưa họ bảo quản họ không biết cách đó, nó bị nổ chrome nha anh. Nó là đồng mạ chrome, do không bảo quản, nó không biết cách bảo quản, nó bị nổ chrome ha, một mặt. Cái này là zin của nó luôn đó, em lem đại bàng zin của nó luôn. Một mặt rất là đẹp mà một mặt nó bị nổ chrome do bảo quản nha. Mọc ngược, chữ xéo mọc ngược. Bắp bên 2517191. Bắp bột, bánh xe sỏi chỉ, bắp bột, lưỡi gà, lá lúa nha. Đây. Nó chưa lên lửa cho nên là em chỉ test cho anh coi cái độ nhạy của bánh xe thôi, chứ em không có châm xăng nha, nó còn trinh á, cái già còn trinh á. Đây, vỏ ruột trùng năm, bắp bên 2517191 nha. Em đọc lại thông tin, cái này cái Zippo 1963, bắp bên chữ xéo mọc ngược, bắp bên 2517191, vỏ ruột trùng năm, chưa lên lửa lần nào, chưa có một điếu thuốc nào. Một mặt rất là đẹp nhưng mà một mặt nó có hơi nổ chrome do bảo quản. Bánh xe xỏ chỉ, lưỡi gà, lá lúa, bắp bột nha. Đó. Bật lửa ASR tự động Mỹ, bật lửa tự động Mỹ, mình nhấn nút có tự nhảy nắp, có tự lên lửa automatic nha. Đó, xài rất là sướng, đang chạy xe ngoài đường tèn tèn, rút cái bật lửa ra nhấn một cái nó nhảy nhảy nắp lên lửa luôn, khỏe ha. Đó, ASR tự động Mỹ. Bóp dưa xăng lâu đây, Made in US. À, bắt bên của nó có cái ngàm gài vô cái lỗ bên ngoài gài vô cái kích. Cho anh coi bánh xe rất là bén. À, thấy chưa, lửa rất là lớn luôn, rất là thích. Cái dòng này xài dáng nó sang lắm, tại vì nó cao như cái đinh hiêu vậy đó. Để so với cái thuốc cho mình dễ hình dung là nó cao sang. Mà anh thích một cái bật lửa độc lạ hiếm mà nó cao đó thì xúc nó ha, tại vì cái dòng này có phong cao và phong lùn nữa. Cái này cây phong cao. Bật lửa 2 trong 1, vừa là lửa thường vừa là lửa khè. Hút thường thì cứ xài thường như vậy thôi. Đó, cứ bật lên bình thường, hút thường thôi. Còn khi nào khè thì nghiêng qua ống khè cho nó khè. Đó, nó phóng lửa ra để khè là chi? Khè để mình khè cho bạn bè coi chơi, mình có một cái bật lửa độc. Hai là mình khè để mình hút tẩu đó anh. Khè siêu xa nha. Đó. Cái này của Mỹ. Đây, cái này của Mỹ nha. Bắt bên của nó. Tại sao nó khè được, nó có nguyên lý nha. Đã vệ sinh đánh đồng đẹp rồi nè, thấy không? Là nó có nguyên lý nha. Nó có một cái ống ống đồng ở dưới đây, nó dẫn hơi xăng lên và nó khè ở phía trên. Đó. Nó dẫn hơi xăng lên đây và nó khè phía trên. Nó xài 2 loại lửa nha. Mình hút thường thì mình cứ bật lên mình hút bình thường thôi. Khi nào khè thì mình mới nghiêng qua ống khè. Đó, đọc chưa? Đọc lại bình dương chưa? Quá dữ. Bật lửa Zippo 13 là 2013, bây giờ 2023 gần 2024 là nó 11 năm rồi đó. Cây này là cây phay nhám bụi chống trầy, còn siêu đẹp nha, còn siêu đẹp, còn rất đẹp, chỉ nghe trầy ngay đây một chút xíu thôi đó, còn lại còn rất là đẹp luôn. Tiếng hay. Vỏ ruột trùng tháng trùng năm,
Đây, trùng tháng trùng năm nha. 2013 trùng tháng trùng năm. Cho coi búa, coi bánh xe, coi lưỡi gà. Ít đồ nhạy của bánh xe. Tiếng rất là hay ha. Đó, rất là hay, nhớ lại mấy anh hồi xưa của em, khách quen của em. Mua em còn thèm clip nữa. Bây giờ là phải clip cho mấy anh khách mới coi. Hoặc lựa Zippo 15 la mã, 15 la mã là 1999. Tiếng hay. 15 la mã là 1999 nha. Đó. Vỏ ruột trùng năm. Cho coi búa, coi bánh xe, coi lưỡi gà. Test đồ nhạy của bánh xe. Tiếng hay nha. Tình trạng của Zippo. Cây là cây phay xước chống trầy, có vài chấm tại vì nó là Zippo xài rồi. Đó. 1999 nha. Có vài chấm không đáng kể. 15 la mã bỏ ruột trùng năm.